Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh Hoa Lan của mình. Sáng nay mình tưới phân kích hoa cho cái chậu hoàng lạp. Mình cập nhật lại tình hình cho các bạn luôn. Thì cây đây là cây mình kích hoa bằng VTL17 ha các bạn. Thì hiện tại nó đã nhú vòi hết rồi ha, thì rất là hiệu quả. Và điều kiện cần để kích hoa bằng VTL17 là thân phải già, rễ phải khỏe. Tức là thân phải đủ tuổi ra hoa nha mọi người. Chứ cây mà ví dụ như thế là cây mà nó mới, các bạn cứ tưởng tượng coi một thiếu nữ mà 13-14 tuổi thì nếu mà có em bé thì sinh con ra con cũng rất là yếu ớt. Tức là cây nó phải đủ tuổi trưởng thành và đã thuần rồi nha mọi người thì chúng ta kích hoa mới thành công. Còn nếu mà cây đang còn yếu ớt, chưa có đủ tuổi trưởng thành, bộ rễ chưa khỏe, thân đang còn bé, teo tóp mà chúng ta kích hoa thì sẽ dẫn đến hiện tượng là thứ nhất là vàng lá và thứ hai là thành công nó không cao, hiệu quả nó không cao. Đó, đó là một chút ít kinh nghiệm của mình. Và mình đã kích bằng VTL17 rồi thì mình đã có video chia sẻ rồi, nếu bạn nào chưa xem thì có thể xem tham khảo ha. Đây là VTL17 nha, nó sẽ bằng dung dịch bằng sữa màu hồng mọi người. Và chúng ta sẽ kích vào buổi tối, mình sẽ sơ lược lại ha, kích vào buổi chiều tối, tưới thật đẫm. Và sau đó tưới nước thật đẫm để khoảng 5 phút trở lên. Sau đó chúng ta sẽ bôi dung dịch VTL17, dùng cái bông tăm ấy, chúng ta bôi xoa xung quanh cái mắt ngủ. Và chúng ta muốn kích ở vị trí nào thì chúng ta bôi ở vị trí đó. Và chúng ta để nơi râm mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Nếu ánh nắng trực tiếp lên thì nó sẽ bị cháy lá nha, để một ngày sau mới tưới. Hoặc là nếu mà để dàn của chúng ta thì 10 giờ sáng hôm sau khi nắng lên là chúng ta phải tưới rồi. Đó là cách kích. Còn sau khi kích hình thành nụ nó đã sưng lên rồi, vì là nó chỉ là một dạng kích thích sinh trưởng thôi các bạn. Đó, các bạn thấy không? Kích thích sinh trưởng đó, vòi hoa đó. Thì bây giờ nó đã kích thích ra rồi, nó đã nứt nụ ra rồi, thì điều kiện còn lại là chúng ta phải tưới. Những cái này đang nứt hết rồi nha, đang sưng to hết rồi mọi người. Thì nó cái này nó hơi chậm, nói chung là nó hơi chậm hơn. Kích cả thân già thì nó hơi chậm hơn, nhưng mà nó đã sưng hết rồi. Bây giờ mình sẽ tưới bổ sung cho nó để nó phát triển, nó hình thành và nó phát triển cái vòi hoa này, để hoa nó sẽ lên màu đẹp hơn và nó đủ dinh dưỡng hơn. Chứ nếu mà kích bằng VTL17 mà chúng ta mà không tưới thêm, hỗ trợ thêm phân đó, là nó sẽ bị dị dạng hoa. Tức là hoa nó chỉ được vài ba bông, nó xấu, nó không đẹp. Đó là chút ít kinh nghiệm của mình. Bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn là mình phải hỗ trợ cho nó, để ví dụ như thế là các bạn cứ tưởng tượng coi, dễ hiểu nhất ha. Mình nói theo kiểu nhà nông đi. Một người phụ nữ mà có em bé là chúng ta phải uống canxi này, uống sắt này và ăn uống đầy đủ chất, ví dụ tôm, cua, nghêu, sò, ốc hến gì đó, để bồi bổ dinh dưỡng. Và chúng ta còn phải uống thêm sữa nữa. Vậy tại sao cây lan chúng ta muốn nó ra hoa đẹp mà chúng ta lại chỉ muốn chơi không, chứ không tưới, không chăm sóc, chỉ có tưới nước bình thường và tưới những cái loại phân bình thường? Ý là mình chăm sóc thì rất đơn giản thôi mọi người. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người là tưới 1 gram thôi nha mọi người. 1 gram 19, 31, 17 1 gram, hoặc là 10, 5, 5, 10, hoặc 6, 30, 30. Tức là nhà mình có loại nào thì mình dùng loại đó ha. Và mình pha vào 1 mi B1, và 4 giọt Atonic. 4 giọt Atonic. Công thức này trong pha trong, tưới trong 1 lít nước. Tưới trong 1 lít nước nha mọi người. Và chúng ta tưới thật đẫm vào buổi sáng sớm. Xả lại thì trước 10 giờ nhé các bạn nhé. Thì để không làm mất thời gian thì mình đã pha sẵn phân rồi. Bây giờ mình sẽ tưới. Mình sẽ tưới trước 7 giờ và xả lại phân trước 10 giờ, để khi tránh nhiệt độ nắng lên cao, cái muối nó còn đọng lại thì nó sẽ bị cháy lá. Cây này nó sẽ bị hư lá mọi người. Cây thì không đẹp mọi người ạ, nhưng mà mình chăm sóc thì rất đơn giản thôi. Nếu không có Atonic, các bạn có thể thay thế vào đó bằng Litosen hoặc là chất kích thích sinh trưởng á. Có Super Thai thì càng tốt nha mọi người. Super Thai thì cũng pha 3 đến 4 giọt ha. Và hoặc là để có mong. Nói chung mình hay xài Atonic, nhưng mà Atonic 1 tháng thì không xài quá 4 lần. Nếu bạn nào mà xem video của mình nhiều rồi thì các bạn sẽ biết những cái cây lan của mình chăm sóc như thế nào. Khoảng 1 tuần đến 10 ngày mình sẽ tưới phân một lần, và lần nào tưới phân mình cũng làm video hết mọi người. Chia sẻ để mọi người cùng đam mê. Rồi mình tưới cho thiệt đẫm vậy là được rồi các bạn ha. Rồi mình sẽ để lại và mình sẽ xả trước 10 giờ, trước khi trời nắng lên cao. Để nếu mà muốn vòi hoa này đẹp, dài và phát triển hoa màu sắc đẹp, hoa thơm, thì chúng ta phải
tưới như thế này 5 đến 7 ngày chúng ta tưới một lần, lần sau thì ví dụ như mình các bạn có thể thay thế 19, 31, 17 và bằng 6, 30, 30 cũng được, hoặc là 20 đều cũng được ha mọi người. Nhưng mà mình tốt nhất là mình nên tưới lân và kali cao vài lần để cho nó hình thành vòi hoa ha. Rồi sau đó mình mới chăm sóc bằng 20 đều. Quy trình tưới phân thì một tuần tưới một lần, ít nhất là 5 ngày, còn không là một tuần tưới một lần thôi mọi người. Còn thời gian còn lại mình cứ treo lên có chỗ có nắng để nó trao đổi được dưỡng chất đó mọi người. Treo lên chỗ dàn có nắng á, trao đổi dưỡng chất và vòi hoa nó sẽ đẹp hơn, nó lên màu đẹp hơn. Và hoàng lạp thì nó cũng thơm đó mọi người, nó sẽ thơm hơn ha. Rồi chúc mọi người thành công nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Nếu mọi người thấy video của mình hay, hữu ích thì hãy đăng ký kênh để đồng hành cùng mình nha các bạn.